Kính thưa quý vị, gần đây xảy ra hai vụ án mạng gây chấn động dư luận đều có liên quan đến chất kịch độc cyanur. Một vụ ở Đồng Nai, người phụ nữ đầu độc nhiều người thân. Một vụ ở Thái Lan khiến 6 người tử vong. Vấn đề được quan tâm lớn là việc mua bán chất kịch độc cyanur lại khá dễ dàng. Trên thực tế, ngay cả lên mạng xã hội cũng có thể mua bán được. Tại các hội nhóm về quá chất trên mạng xã hội, với hàng chục ngàn thành viên một nhóm cũng có hoạt động mua bán công khai cyanur. Nhớ các thông tin có thể thấy, Người mua kẻ bán chất kịch độc chỉ thông qua mạng, sử dụng các dịch vụ giao hàng trung gian. Theo tìm hiểu, một sàn thương mại bán hàng trực tuyến trong nước cũng có mặt hàng Cyanure được quảng bá công khai. Tuy nhiên cách đây vài ngày thì website đã gỡ bỏ các thông tin về mặt hàng chất kịch độc này. Tại nhiều website kinh doanh mặt hàng quá chất có bán các loại Cyanure, phần lớn là kali đều giới thiệu dùng trong xi si mạ vàng bạc và một số hợp kim sử dụng trong các phòng lab, các viện nghiên cứu, nhà máy, trường học. Đồng thời, các đơn vị bán đều có lưu ý các công ty doanh nghiệp có giấy phép sử dụng mới được mua hóa chất này và khuyến cáo mức độ nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc trực tiếp với cyanure. Để hạn chế tình trạng mua bán tràn lan dễ dãi liên quan đến các loại hóa chất độc hại nói chung và chất độc cyanure nói riêng, ngoài việc trăng đe bằng chế tài xử phạt tiền thật cao và bằng các hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự, điều quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận mua bán các chất cấm độc hại.